Sáng ngày 6 tháng 9 năm 2021, người đi đường khi qua các chốt kiểm soát COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đều phải trình giấy đi đường và khai báo di chuyển nội địa như thường lệ. Việc triển khai biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đã qua 2 tuần. Đến nay, vì chưa có thông báo mới nên công tác kiểm soát vẫn được duy trì. Tại chốt kiểm soát Đinh Bộ Lĩnh, đoạn gần bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, từ sáng sớm đã đông đúc người lưu thông qua đây. Những người giao hàng và nhân viên, người trong nhóm được phép ra đường, hầu hết đều đã chuẩn bị sẵn giấy tờ và mã QR nên nhanh chóng được lưu thông qua chốt. Tuy nhiên, sáng ngày 6 tháng 9, người dân ra đường với lý do đi tiêm vaccine, đi khám bệnh, giao hàng với mật độ dày hơn so với ngày thường. Do lâu ngày không ra đường nên rất nhiều người không nắm bắt kịp thông tin và phải dừng lại chốt để khai báo di chuyển nội địa. Trong sáng ngày 6 tháng 9, lực lượng chức năng phải liên tục nhắc nhở, hướng dẫn việc khai báo. Những trường hợp không có giấy tờ hợp lệ, tổ công tác nhắc nhở và buộc quay đầu. Mình có giấy đi tiêm khi mình mới ra đường lần đầu tiên, mình không hiểu được, nhờ em tư vấn giúp mình lần đầu ra đường, thành ho bỡ ngỡ, nhờ có người biết được để tư vấn cho mình được, mới làm được nhanh được. Trước đó, từ ngày 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh áp dụng biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Người dân không trong diện ra đường buộc phải ai ở đâu ở yên đó. Những trường hợp nhóm được phép ra đường phải có giấy đi đường, trừ một số trường hợp đặc biệt và phải khai báo di biến động dân cư.